các bạn. Chào quý vị các bạn. Chào các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh Tiếng Gọi Vùng Cao. Như hôm qua các bạn nhìn thấy là bọn em có lên chỗ Đảng Tống này, chỗ nhà A Lù giúp em ấy đo cái đường điện và tính cái máy phát điện cho em ấy. Sáng hôm nay thì A Lù đã xuống sớm đây để anh em đây đi chọn cho được một cái máy phát điện 5 ký ưng ý rồi. Ở đây xem máy ạ. Qua anh em có xuống đấy và có tính là cái máy 3 ký thì chạy, nếu mà chạy gần thì có thể đủ tải để mà mình lắp cái chạy được cái máy ấy, cái nhiệt tủ lạnh nhỉ. Nhưng mà do đường tải nó xa quá nên phải dùng đến cái máy 5 ký đây cơ. Máy 5 ký đây nhưng mà nó phải đi kèm theo một cái bộ bộ cánh quạt nhỉ. Cánh quạt thì trong này. Ở đây xem nó nói lên giá cho mình. Đó. Cũng đi, bây giờ anh không có thước, anh gang lấy được. Được thôi. Đây là đi theo kèm bộ của cái máy 5 ký ấy. Được rồi, có cái giá đỡ này. Và cái này dùng cái dây loa nhỉ. Nhưng mà cái này cái thác nó cao, xong là cái đường dây dẫn nó xa quá. Thì em đang có ý kiến là thay đổi cái bu li này, nó cái bu li to hơn. Và cái vòng bi này nó nhỏ quá, có thể là nó sẽ hỏng nhanh. Nên thì thay hai cái vòng bi này, bỏ cái bánh đà này. Bánh đà nó cho bánh đà loại nhỏ thôi. Sau nữa là nâng cái bu li này nó to hơn. Cái cánh quạt này thì mình có thể là làm to hơn, bỏ hai cái mảnh này đi. Hai cái mảnh này nó cản nước rất là lớn, nước nó không văng ra hai bên được. Cho nên là khi hết vòng tua rồi đến dưới thì nó vẫn có chứa 50% hoặc 30% nước, nó sẽ nặng hơn. Mình cho nước là nó phun vào cái này thì đúng rồi, đỡ này để nó chạy quay đúng không? Đấy. Đầu tiên là phải làm cái cánh chân chứ kìa. Nhưng phải làm to hơn. Vì anh em lên chọn đây là nó có đi theo bộ rồi, đồng bộ theo bộ cả cái máy củ phát kia luôn. Đấy, ý kiến là chắc không lấy cái chân này đâu, về đóng gỗ. Thì anh em mình cứ chọn theo đúng ý và đúng cái kinh nghiệm mà thực tế trên đấy. Đây, thích cái này, thích cái này vào đây, ok. Vấn đề gì đâu. Được rồi, đôi dây luôn. Thôi, đôi dây như vậy. À, bu li lên trục to thì bi sẽ to hơn nhỉ, đỡ phải. Cái này nó mà chỉ được cái bịch đà này to như nhỏ. Ừ, nhỏ bánh lại. Đây rồi. Các bạn nếu mà nước lớp mạnh thì không cần phải bịch đà này cũng được. Còn cái bi to hơn, cái chân to hơn là cái đúng chỗ này, nhưng mà bi to hơn, không cho phải bền hơn, thế thôi, cũng là bi 3-7 thôi. Anh là anh gì nhỉ? Cua thì có làm máy phát mà hôm qua anh em có xuống đấy quay nhìn thấy. Thì anh có rất nhiều kinh nghiệm thì anh dẫn xuống đây để chọn vào những cái loại mà ưng ý nhất theo anh đã từng làm rồi, được kinh nghiệm rất nhiều. Anh làm nhiều mà. Vâng. Và đây cái quán này có cả đầy đủ ống nước luôn này và dây điện. Thì bình sợ này nó bé, không bé nhà người nhỉ? Đấy này luôn, cầm luôn đây, về nhà luôn đây. Lấy cái này. Cứ phang KVC vào. Đây, lúc nãy anh em quan sát thì các cái loại máy này cũng có dạng 5 ký đấy. Chưa, có một con 5 ký nó là cái máy máy ngồi. Nó sử dụng cái lõi đồng nhưng mà nó về công suất máy nó không đủ bằng cái 5 ký này đâu. Cái này nó dùng chổi than, có thể là nó hao mòn chổi than thì mình cũng khó chịu khó bảo dưỡng nó. Ở trên này thì anh này chắc có kinh nghiệm rồi. Cái chổi than này nó đồng carbon nickel gì đấy, nó là một cái chất tổng hợp để dẫn điện mà, từ cái đô bé ra đấy. Thì nó tạo sự mài mòn thì chắc chắn là nó phải thay. Thì anh này chắc là biết thay cái đấy rồi. Đấy. Còn về cái cánh quạt thì nó có 3 dạng cánh quạt. Đây, loại này trần, loại này cũng trần nhưng mà 4 cánh. Như cái loại lúc nãy chế cái là ý của anh ấy là làm cái cánh dạng này nhưng mà to hơn. Đầu tiên bác cái chế là
nó có hai mảnh song đi song song này. Khi nước nó hết cái vòng tua thì đến cái vòng tua tiếp theo thì nó vẫn còn chứa khoảng 20% nước ở trong lõi, nên ra nó bị nặng, nó cản ấy. Thì anh có thiết kế là làm một cái trần như này thôi, sẽ văng ra hai bên, nước bắn ra hai bên luôn. Thì khi hết vòng tua là sạch cái nước ở trong cái quạt thì nó sẽ nhẹ, vòng tua được nhanh hơn. Đấy, qua anh em có chọn lọc và những cái máy ưng ý thì bác chủ quán bác có kê hóa đơn hoạch toán ở trên này rồi. Đầu tiên nhất là cái phần dây điện thì 1.200m thì rơi bằng 6 triệu rồi. Và ống nước để dẫn xuống cái 8 cây bằng 1.280.000 rồi. Phần máy 5kg này là 7 triệu rưỡi này. Trụ cái quạt là phần chế để vô ly nó chạy ấy, 3.2 triệu. Tổng tính toán là 17.980.000, rơi vào khoảng 18 triệu. Trong khi đó bây giờ số tiền của Alu đang có là có 9.2 triệu thôi. 9.2 triệu. Thì bây giờ có một thằng bạn nó ở trên nhà, nó bảo là nó muốn làm còn trông nhau, nhưng mà nếu mà nó làm thì làm, nếu mà nó không làm thì em đi vay tiền để mua, nhưng mà nó tính 1 triệu của nó là tiền lấy là 1 triệu, là nó một tháng là nó lấy 50.000 đấy, là 9 triệu là một tháng của nó là mấy trăm ấy, là cao quá, là em để cho em phải hỏi nói em không, nó không làm, thằng bạn nó không làm thì em vay ra được thì không, không được thì em để tính thế sao? Tối cứ về bàn lại nói thì có gì báo vào anh. Thế thì hôm nay tạm thời đến thế đã. Rồi, anh em xin phép ra về thôi. Anh em mất công từ đây, nhưng mà về cái bàn bạc nhau xem thế nào. Vâng. Rồi anh bây giờ còn một chút công việc ở trên bên bàn chơi Ninh có ở trên đấy rồi. Thế thì tối nay điện lại nhá. Em lên bàn nó làm bảng như nào nhá. Nhưng mà lăng tôn cứ điện xuống. Thế thì mới tính sau nhé. Đấy, vừa rồi sau khi khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ anh em di chuyển lên đến bản Tà Chơ thì đúng là bác Ninh lên đến đây từ sáng ra đây hỗ trợ các chú ở đây làm cái phần nhà tắm. Cái này mình xây hết gạch rồi anh. Xây hết gạch rồi. Xây bằng ngày thôi. Cái này thì cho bán. Bên này cho bán. Cái này là mua thêm. Mua thêm gạch á? Vâng, mua thêm gạch xây. Cái kia đổ mái à? Để xong cái này là bỏ mỏ ra cho nó liền, nếu mà xây lên nữa thì bỏ mỏ ra cho nó liền vào cái này. Không đủ gạch, bên này là đổ mái lên trên, là đổ bê tông lên trên, là đổ bê tông mình đổ sắt to này là không được đâu. Cái sắt to này nó phải đổ bê tông dày lắm, đổ bê tông mỏng là cái này nó sau nó nổ hết, nó lại lòi sắt ra ngoài đấy. Nó nổ hết, đổ cái mái mỏng này, đổ sắt nhỏ thôi. Đổ cái sắt to này mà anh đổ dày bê tông lên đấy thì nó lại nặng cả cái mái. Nó gánh nó nặng. Không chịu được rồi. Đổ mỏng anh đổ 7 phân, đổ 10 phân, 7 phân, anh đổ sắt 6, sắt 8 rồi. Vì cái ô này bé. Thôi 1m2 vuông thôi mà. Có 1m2 vuông bé này, đổ sắt nhỏ thôi. Làm như cái tấm đan lên được mà đổ trực tiếp ở trên đấy luôn. Mà ghép ván vào cho cái đổ ở đấy lên đấy. Trên đấy này. Chứ đổ sắt to như này là không ổn đâu nhá. Anh đừng đổ cho cái tép cái màu xanh kia bác. Vâng. Hai cái đổ mái để cho cái tép lên trên đúng không? Cho cái tép lên trên. Đổ thì phải đổ 10 phân thôi, đừng đổ sắt to. Đổ sắt to này là nó nổ hết. Sau nó lại nổ ra, nó vỡ. Vỡ nó lại lột cái gai lên nó dỉ sắt. Bởi vì cái bê tông mỏng thì mình đổ sắt bé, bê tông dày thì mình mới đổ sắt to. Cái này chú con mình tự xây ra. Đó, mình tự xây. Đi xây hết gạch rồi, xây đầy rồi đúng không? Ừ. Đổ mái không cho cái tép này lên. Đi em đi xuống dưới nhà, mấy nhà dưới này cái này. Bác làm đi nhá. Được. Cái này làm đổ mái thì phải ghép ván lên nhá. Có ván thì có ván hết được. Đổ trực tiếp lên trên đấy. Mái nó cây tầm. Cái nó khô 3-4 ngày đó. 3-4 ngày là ghép đổ được mà. Xây đẹp phết đi. Thì xuống phía dưới nhà đàng này thì hôm nay em bảo là
xuống xem em chát cái bể bể phốt này cái. Thì xuống đây sẽ chát tầm mẫu thì trông là em chát nhá. Vâng. Em chát thì đang là xấu quá. Em tính ăn trước ạ. À? Làm thêm một ít bữa nữa đi. Thế nó không nó không bon như cái này đâu. Vâng. Cái của anh chắc như kiểu múa ấy. Em chắc cái này là khó quá. Nhìn đi, không tí chát nhá. Vâng, em anh chắc trong cái đây em tự tự làm thế à. Thế này xong mình sau lại chát nước xì sau à? Ờ, cho nó khô nhá. Khô ấy, không vào khô nhưng mà lại nó cứng rồi, phải tưới nước nhá. Vâng, tưới nước xong mình chát đúng không? Ờ, tưới nước xong vào cái này á? Vào xì không ấy. Chỉ xi không cái cát thôi nhỉ? Không, mình cho cát. Nguyên xi luôn. Xi không thôi, nhưng mà phải trộn nước. Vâng. Cái này phải tưới nước, tường nó khô thì phải tưới nước nhá. Vâng. Tưới nước vào, vào cho nó đều như như thế này đi. Vâng. Vào cái xi không ấy, cho nó thành ở đấy nó một lớp nữa, nó khỏi thấm ấy. Vâng. Không có nước nó giò hết. Vâng. Này hôm nay em định chắc rồi, nhưng mà em sợ công công như của thằng nhà sâu ấy. Cầu chát công quá. Cầu chát công à? Vâng. Chát công mới khó chứ. Công hết cả, méo hết rồi. Em xuống thì A Giàng nhìn em chát thành trông nữa. À, A Giàng tự chát thôi. Em mới sang phía bên nhà kia xong. Bên đấy bà con bản chát thế nào? Chát cái nhà vệ sinh rồi. Nhà bên kia nhà ai chát đấy nhỉ? Nhà bên này à? Ừ. Nhà chị... Chị Nu nhỉ? Nu, Mi Nu ấy. Đúng rồi, Mi Nu đấy. Mi Nu đang chát. Mi Nu nhưng mà ai chát đi chứ? Cả co của Mi Nu nhưng mà chắc thì cũng công hết trong nhà vệ sinh nọ, nhà tắm công hết cái những cái góc này nhá. Sau này em chát xong em lấy xi không em vê cho anh cái góc này nó dày lên nhá. Vâng. Vê nó tròn, nó méo tí không sao đâu. Vâng. Vê cho nó lên cái góc nó dày lên xi không ấy nhá. Vâng. Bởi vì nước nó rất thích ra cái góc này đấy. Vâng. Nó ngấm ra cái góc vòng quanh nhá. Vâng. bốn góc này. Ừ. Em sang nhà anh nhìn làm, anh làm cái bể nhà Alpha ấy. Vâng, em nhìn qua bể Alpha thôi. Ừ, nó phải nhẵn, nó đừng đừng tóm lại đừng có lỗ là nước một tí là nó cũng chui qua đấy. Đấy em chát bên đấy đi, hãy cho vữa đây đây xuống. Đấy, vừa rồi thì em xuống đây thì có hướng dẫn em ấy là chát bên cái bể này. Bây giờ chát hết cái áo rồi. Nào chiều mai nó cứng thì bảo em ấy là sẽ đánh màu vòng quanh cái bể này. Thì em chắc... Đánh màu, đánh xi không á. Bể phốt thì phải, nhất là đánh phải chống thấm để giữ được nước. Nếu mà không giữ được nước là bể nó cạn nước là nó sẽ có mùi các bạn. Và nó không phân hủy được. Nếu mà bể mà không có nước là nó không phân hủy. Trên này thì A Tàng đã xây, anh em A Tú giúp cho 500 gạch. Em có xây được cái nhà vệ sinh cao lên mà bằng này rồi. Rồi cao hơn đầu em rồi đấy. Cái này chắc thiếu ít gạch nữa. Cái này em mua thêm gạch xây à? Dạ. Cái này em mua thêm gạch à? Mua thêm 500 viên nữa. À, mua thêm 500 viên nữa xây. 500 viên nữa thì thừa quá. Thừa khoảng 300 đấy anh ạ. À. Cái này mai em xây luôn đi nhá. Vâng. Xây cho nó xong vâng, đi. Xây luôn. À. Bọn anh đi sang bên kia tí đi. Anh đi sang bên nhà bên kia tí nhá. Vâng. Cống thoát nước à? À.
sáng thấy thằng cu nó bảo cu nhà anh ấy bảo chiều nay nhà em đào móng mà chạy. Chào anh chị nhá. Đâu nhưng mà em tưởng đào móng hôm nay nó cắm móng cho để đào để làm đang đào trên đầu chỗ này nhưng mà để mình phải làm cái này xong rồi mình lấp lên là mình đào đây và mình làm bà phản đây. Đào nhà vệ sinh ở đây à? Vâng, làm đây không có đất rồi thì chắc mình phải đào hố xong rồi mình lấp lên là mình xay lên từ cái hố lên thôi. Chứ còn không có đất đâu để làm hố riêng với là cái nhà nó riêng đâu. Mà anh làm móng cho nó chắc chắc một tí nhá. Vâng, chắc phải làm chỗ này nó đất cứng nên chắc được mà. Nhưng mà làm móng cho nó chắc vào ấy, xây vâng. Xây cho nó có móng thực tế. Vâng. Không làm mà không có móng thì sau này được không được mấy thời gian đâu. Sợ nó hỏng ấy. Mai làm luôn chứ. Cái nhà này này. Không, làm này xong là tí xong cái này là nó đâu. Là cái này nó lớp này xong là đào cái này à? Đào. Đấy em đi xuống nhà anh làm đi. À. Em đi xuống nhà Minu tí. Chị mờ. Chị mờ cắt đứt chị cảm ơn đi. Thôi. Minu này. Chơi không? Được đi chơi không? Ô ô ô. Thôi anh chị làm nhá. Vâng. Đây là làm cái cống thoát nước trước. Ô bên này. Cái này bể của nhà ai đây anh? Nhà của anh trai bên kia. Ô, bể này là gia đình này cũng xây xong rồi. Chát đánh bóng rồi nha, chỗ này còn cái tường ngang xây đấu ở đây xong chát thôi. Biết là định làm nhà vệ sinh ở đâu đây, chắc là phía trên này, đảo trên này. Nhà này định làm nhà vệ sinh ở chỗ nào anh? Gần cái bình nước nhỉ. Anh bảo anh ấy làm đào thì phải cho cái móng nó chắc vào tí nhá. Cho đá xuống được mà. Xây bằng đá được. Đây là chắc tí của pha kia đổ đi. Chào em nhá. Vâng. Chào anh. Cái này em phải kè cái này vào đi. Đây chát lấy cái này mà chát này. Cán nhiều. Đây là nhà Minu đúng không? Vâng. Em còn con à? Vâng. Anh chát cho tí nhá. Vâng. Xong nhìn anh chát thì chát. Vâng. Trong nhà chát xong hết rồi. Vâng. Này em chát nó không có kỹ năng chát mà anh chát hơi xấu rồi. Xây xi măng hay sao? Vâng. Xây thì khó chát lắm. Đấy em nhìn anh chát xong tí nữa em chát nhá. Vâng. Chỉ hướng dẫn em chát thôi. Vâng. Cái bữa này nó ướt quá thì kể cả tối làm được mai làm được. Vâng. Cạo bớt đi tí. Vâng. Mai chát cho nó phải. Vâng. Nhìn phẳng hẳn luôn nhỉ. Vâng. Đây à, lên đây gì bảo em ấy làm chát tường, cách chát tường và cách chát cái cửa này cho nó
thẳng tí nó lắp cái sau này mình lắp cái cửa vào ấy. Nó không kín được đâu. Mình làm cho nó thẳng thẳng tí. Nha em nhá. Vâng. Đấy, lấy tí lấy à. Lấy cái thước này mình làm này. Vâng. Chát cả bên này nó em đắp vào đây đi. Vâng. Giờ chỗ đây nó ướt quá, chát đi chát lại nó ướt. Cửa sao em để thấp thế? Vâng. Hả? Đúng rồi, em để thấp. Bảo mẹ bảo nâng lên rồi. Em bảo mẹ mà. Vâng. Mà nâng lên một tí em để thấp quá. Vâng. Chắc ít thôi, đừng chắc đầy. Vâng. Chắc đầy nó lại rụng. Vâng. Vừa rồi thì em có chát làm chát cho em ấy một ít phía đằng này chát cái phía cửa chứ để em nhìn theo mà em chát thôi. Anh như là anh nhìn xuống núi thôi. Thôi anh tối á. Anh ở đây anh tối á. Đấy em nhìn anh chát nhá. Rồi. Chát lấy cái này này. Rồi. Cái này để đây em làm. Rồi. Có lẽ video đến đây không? Cũng xin được kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Xin chào quý vị và các bạn. Thôi bọn anh về thôi. Bọn anh ở đây ăn tối rồi về. Tối rồi. Không có về. Không có tí là tối còn chả xuống được. Đường trơn lắm. Vâng. Đây mấy hôm nay mưa này. Bẩn như là đi cày ruộng. Đây phía quên đấy. Nhưng phía dưới này có bể phốt đây nhá các bác nhá. Không có lại. Các bác lại không nhìn thấy bể phốt thì cứ bảo là xây nhà vệ sinh không có bể phốt à. Nhà nào em cũng làm bể phốt hết các bác. Đấy, cả bản này cơ. Nhà nào cũng có bể phốt nhưng mà có cái là anh em đi lên quay thì đôi khi là không có có nhà thì không quay đến bể phốt. Bởi vì bể phốt làm xong như này rồi. Nắp em làm chưa? Chưa có sát. Sát thì không trở lấy lên. Chưa. Mai em chở. Mai chở sắt lên. Làm nắp như nhà thằng pha này. Vâng. Đổ nắp đi nhá, đổ nắp cho nó cứng xong đậy vào. Vâng. Để lắp ống đấy nhá. Vâng. Đổ nắp trong lắp ống mới đậy được. Vâng. Còn anh ở đây ăn tối rồi về. Thôi bọn anh thôi anh xin phép đây. Vâng. Anh về nhá. Vâng. Anh về.